Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu là Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Hôm nay mới nhất là ngày 17 tháng 7 năm 2020. Đây là lần đầu tiên và lần rất là đặc biệt em chào bán một chiếc xe phải nói là hạng sang, nhưng mà giá chỉ có dưới 1 tỷ đồng mà thôi. Thì trước khi đi vào chiếc xe này thì xin chia sẻ với mọi người vài lời. Thứ nhất là bác nào mà đang có cái nhu cầu muốn mua cho mình một chiếc xe hạng sang đủ tiêu chuẩn, đó là đẹp, đẳng cấp, phải thật độc, mà giá thành thì dưới 1 tỷ, thì xin nhấn mạnh với mọi người là chiếc xe này khá là đặc biệt và nên cân nhắc. Xin giới thiệu với mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe BMW. Em cứ nói dân dã như vậy để cho tất cả mọi người chúng ta, anh bảo vệ anh ấy đuổi mọi người ạ, nên thông cảm. Với cái chiếc xe mà nó chỉ giá gần có 1 tỷ thôi, thì xin giới thiệu với mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe BMW 750 Li, xe nhập Đức mọi người nhá. Nói chung là về chi tiết thì các bác có thể tìm hiểu, bởi vì có khi cá nhân em cũng không quá thể là hiểu sâu với chiếc xe này, chỉ là đang có chiếc xe như thế này và chất lượng nó như thế này để cần bán cho mọi người thôi. BMW ạ, 750 Li, sản xuất năm 2009, tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này thì nó quá đẳng cấp rồi, 209 nó hơi sâu một chút thôi, nhưng mà giá thì nó lại khá là rẻ mọi người. 880 triệu mọi người nhá, 880 triệu chúng ta được gì? Được một chiếc xe phải nói là nó đẳng cấp. Nói chung là để về nói về chiếc xe này thì nó quá thể là nhiều lời, nên là em xin phép với mọi người là chỉ đi vào những cái cơ bản để cho người xem và người sử dụng người ta nôm na hiểu thôi mọi người nhá. Đây là chiếc xe BMW 750 Li nhập Đức, màu đen, nội thất đen. Đây là chiếc xe khá là sang, đây là sedan hạng sang rồi. Một chiếc xe rất là nhiều yếu tố đặc biệt ở bên trong. Đời 2009 mọi người nhá, nhưng mà rất đẹp. Bác nào mà đang có công ty hay là tài chính hạn hẹp vừa phải, muốn mua cho mình một chiếc xe sedan đẳng cấp thì nên chọn chiếc xe này. 880 triệu mọi người nhá. Mọi người nhìn cho em bộ quả vành này là hàng thửa. Hàng thửa dành riêng cho chiếc xe này rất là đẹp. Đa chấu xe thì nó dài, nó rất là dài mọi người ạ. Nội thất đây sang trọng lịch sự, chưa thấy chiếc xe nào mà nó to như chiếc xe này mọi người ạ. Về chế độ an toàn thì có khi em không nhớ hết đâu mọi người ạ, nên đi đến đâu thì chỉ trả lời cho mọi người đến đấy thôi. Đây bên ghế phụ này có hai vị trí nhớ ghế này, mà ghế phụ thì chỉnh hướng chỉnh ghế đa hướng các kiểu. Túi khí thì quanh xe. Chiếc xe này đời 2009 thôi nhưng mà nó đẹp vô cùng mọi người nhá. Mọi người nhìn cái ngoàm khóa này ạ, nó sáng trưng. Đây em xin phép đợi em xíu. Đây mọi người thấy không ạ, nó sáng một cách vô cùng luôn. Túi khí này gỗ, đây em nghĩ nó là gỗ thật rồi. Đây nó là gỗ thật rồi. Úi đấy, đầu đĩa này mọi người. Đây là đầu đĩa này. Làm nào cho nó ấy lại này. À kéo xuống. Đây là sách hướng dẫn cho đến sổ bảo hành, tất cả mọi thứ. Chiếc xe này nó chạy có hơn 10 vạn cây số thôi. Hơn 10 vạn cây số, 7 vạn mai mọi người ạ. 7 vạn 3 mai. Mà giá thì bây giờ chỉ có gần 1 tỷ. Gần 1 tỷ thôi. Chúng ta được một chiếc xe BMW. Đây này, cái điều đặc biệt những dòng xe Đức mọi người nhìn cho em là cái cánh cửa này. Nó to, mọi người thấy nó to không ạ? Rèm này. Kính của nó nhá, mọi người nhìn cái kính này. Nó dày lắm. Kính này nó dày lắm mọi người. Đẹp sang trọng. Chỉ nuôi nó là hơi vất một tí thôi, nhưng mà loa quanh xe đầy đủ. Mọi người nhìn này, rèm trước rèm sau này, đủ các loại rèm này. Đó. Về chất lượng thì không bàn mọi người nhá, yên tâm, không bàn về chất lượng. Một khi xe bên em bán ra cho mọi người rồi thì chúng ta chỉ bàn về giá thôi. Chân nỉ này, chân nỉ. Mọi người đợi em xíu ạ. Đây là gương đèn này. Đây các bác ơi, màn hình này. Đây là một cái ghế máy bay, chứ không thể nói là ghế ô tô được. Cột điều hòa này. Ngồi đằng sau thì hơn là ông chủ luôn. Đây, điều hòa tự động hàng ghế sau này. Đây là cái gì đây? Úi dồi. Những cái cắm này thì là ngày xưa rồi, nhưng mà đẹp lắm mọi người. Vào những năm 2010 như này chắc em nghĩ là cũng phải là phó giám đốc hay là giám đốc các kiểu đây. Cái này là cái gì đây? Đấy.
Alo, alo. BMW 750. Con xe này thì đẳng cấp rồi nên là không cần phải giới thiệu nhiều về cái độ đẳng cấp của nó mọi người nhỉ. Đây, nội thất đây. Đó. Cỡ những người khoang đằng sau này thì quá rộng luôn. Cái kết nhất bộ vành này rất là đẹp. Với chỉ 880 triệu chúng ta được một chiếc xe BMW đời 2009 nhập Đức. Các bác đang xem mà nếu không có nhu cầu thì các bác chia sẻ giúp em nhé, để anh em bạn bè ai có nhu cầu thì có thể mua chiếc xe này về chạy. Nó rất là sang trọng và lịch sự. Về chế độ an toàn cho đến các option thì cá nhân em cũng chưa hiểu rõ được hết về cái dòng xe này, nên là mong các bác thông cảm. Chỉ biết là đang có chiếc xe này bán cho mọi người này. Đẹp lắm, đẳng cấp luôn. Đi về chạy đi đến đâu thì biết mình đến đó luôn. Hoàng khóa của nó mới tinh. Bây giờ xin phép mọi người đi vào bên trong. Vô lăng chỉnh điện này, sấy vô lăng này. Ui dồi ôi, không thiếu cái gì mọi người nhá. Đời 2009 thôi nhưng mà cái vô lăng nó quá đẹp. Chạy 7.3 mai đây mọi người. Đây này, đồng hồ điện tử mọi người nhá. Đây là một cái dòng cái xe thời đó thì Seri 7 thì nó đẳng cấp rồi. Ngang với S rồi mọi người, mẹc S đấy. Thọc đựng nước, đựng đồ, củ số điện tử, phanh tay điện tử. Đó. Đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp. BMW 750 Li. Gỗ này, gỗ thật luôn này. Mọi chi tiết đều làm bằng kim loại. Quá đẹp. Không còn gì để mô tả lại. Xin giới thiệu lại với mọi người, đây là chiếc xe BMW 750 Li. Sản xuất năm 2009, giá bán 880 triệu mọi người nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả. Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Em chào các bác.